Xin chào các bác, hôm nay là Noel đi. Em còn một bộ Kenwood 5002. Khách quan là nói thì bộ này là đẹp đấy ạ. Chỉ có là cái bát này các bác này, nó hơi bật. Nó không vấn đề gì đâu nhá. Nó bám mấy cái nước gì nó bắn lên tay ấy. Kiểu lâu ngày thì nó bẩn ấy. Các bác về có thể nghiên cứu lau vệ sinh nó. Bên này thì không vấn đề gì. Còn vỏ loa thì cực kỳ đẹp nhá. Vỏ loa đôi này cực kỳ đẹp luôn. Thực ra cái đấy thì cũng đóng cái căng luôn, nó không vấn đề lắm. Loa này trùng series luôn các bác nhá. Đôi loa này trùng series. Âm ly và CD đẹp. CD đọc tốt. Bình thường bộ này em bán tầm khoảng 9 triệu ạ. Hôm nay em sẽ bán bộ này cho các bác là 8 triệu 7 triệu 9 đi cho nó đẹp số. 7 triệu 9 nhá. Nhưng mà vẫn tặng các bác một cái ổn áp 300 nghìn này. Một cái cục Kiwi 500k này. Con này có khiển học. Đấy, bao ship cho các bác. Bán giao lưu thôi. Bác nào quan tâm một bộ dàn trung, tiếng hay, giá phù hợp thì lấy con này cực kỳ hợp lý đấy ạ. Căng zin của nó đầy đủ nhá. Căng có một bên thì thủng một cái lỗ nhỏ nhỏ ấy, em không muốn bọc lại tại vì nó bé không đáng kể. Còn căng đẹp hết, zin hết. Tiếng con này thì quá hay ấy.